Hi everyone, it is Intermediate Vietnamese and today is lesson 9, photography. And as usual, the first part is vocabulary. Here is the list of the words that we should know. Chụp ảnh. Chụp ảnh is to take picture. So remember that we have the verb chụp, which is to take. So you don't have to say like chụp ảnh ảnh again, right? Nhiếp ảnh gia is a photographer. Nhiếp ảnh is a word that has a Chinese origin. Before, we call them thợ chụp ảnh, but I think the photographers themselves prefer to be called nhiếp ảnh gia, so let's just let it be. Ảnh phong cảnh. Ảnh phong cảnh is the picture about landscape. And yeah, we have the word cảnh, which is landscape, which is different from con người, which is the picture of people. Ảnh con người, okay? Ảnh đen trắng is the black and white picture. So đen is black, trắng is white, and yeah, you know what it means. Ảnh màu. Ảnh màu is the picture that has colors. Ảnh selfie. Ảnh selfie. There is also a Vietnamese name for selfie, but selfie is good enough. So yeah, we don't need to know. Bức ảnh is the picture, that is the noun. Bức ảnh, okay? Máy ảnh is the camera. Máy ảnh. So you might notice that the word máy is a device, like xe máy, which is a vehicle with a device or a motor. That is a motorbike, so it is the same here. A device to for pictures. Máy ảnh is a camera. So it is easy to follow. Màu sắc is color, and ánh sáng is light. So that's the end with the vocabulary. So talking about photography, there are some questions that you might hear is, bạn thích chụp ảnh bản thân hay chụp ảnh cho người khác? Bạn thích chụp ảnh bản thân hay chụp ảnh cho người khác? So do you like to take pictures of yourself or take pictures of others? Bạn hay chụp ảnh những lúc như thế nào? Bạn hay chụp ảnh những lúc như thế nào? So, when do you usually take pictures, right? We have the word lúc, which is when. And như thế nào is how. So, well, instead of saying this, you can say khi nào instead of những lúc như thế nào is also okay. Bạn thích chụp ảnh phong cảnh hay con người hơn? Bạn thích chụp ảnh phong cảnh hay con người hơn? So do you prefer to take pictures of the landscape or pictures of people? Right, we have two words, ảnh phong cảnh and ảnh con người that we talked before. Có nhiều người ở nước bạn thích chụp ảnh không? Có nhiều người ở nước bạn thích chụp ảnh không? So are there a lot of people in your country who like to take pictures? Yeah. Some more question that we have here is, bạn anh có ai làm nhiếp ảnh gia không? Bạn anh có ai làm nhiếp ảnh gia không? So you might know that the word ai is used to make question with who, but if you want to say like anyone in the question of is there anyone, we can use that too to put that here. So bạn anh có ai làm nhiếp ảnh gia không? Means among your friends, is there anyone who works as a photographer? Bức ảnh xấu nhất anh xem là gì? Bức ảnh xấu nhất anh xem là gì? So remember that xấu is for ugly. So which is the ugliest photo that you have seen, right? Yeah, in opposite to that, we have the question of bức ảnh đẹp nhất anh xem là gì? Bức ảnh đẹp nhất anh xem là gì? So we have the word đẹp here, which is for beautiful or pretty. Yeah, it can be used to describe people or things at the same time. So, yeah. Nó nói về gì? Nó nói về gì? So what is it about? Well, now I come to think of it, it shouldn't be nói, which is to speak, right? Like the picture cannot speak, but
Yeah, it's just the way we say it. And it was weird sometimes. So okay, so that's enough with the vocabulary and question and answers part. Let's move on to the listening practice skill. And now I will tell you a small story. Tôi rất thích chụp ảnh mỗi khi đi du lịch. Tôi thích chụp ảnh phong cảnh và ảnh con người. Khi chụp ai đó, tôi muốn họ cười. Như thế, bức ảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều. Năm ngoái, khi tôi đi Phan Rang, tôi có chụp ảnh một bà cụ già bán hàng ở ngoài đường. Cụ đã già nhưng cười rất đẹp. Tôi rất thích bức ảnh đó. Tôi thích chụp phong cảnh, ví dụ như cảnh biển, cảnh rừng hoặc cảnh núi. Tôi không hiểu vì sao giới trẻ hiện nay thích chụp ảnh selfie và post lên Facebook nhiều như thế. Tôi thấy rất chán. Theo tôi, cái đẹp nằm ở những gì giản dị nhất. And that's the end of it. Let's check if you understand it fully. Tôi rất thích chụp ảnh mỗi khi đi du lịch. Tôi thích chụp ảnh phong cảnh và ảnh con người. Khi chụp ai đó, tôi muốn họ cười. Như thế, bức ảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều. Năm ngoái, khi tôi đi Phan Rang, tôi có chụp ảnh một bà cụ già bán hàng ở ngoài đường. Cụ đã già nhưng cười rất đẹp. Tôi rất thích bức ảnh đó. Tôi thích chụp phong cảnh, ví dụ như cảnh biển, cảnh rừng hoặc cảnh núi. Tôi không hiểu vì sao giới trẻ hiện nay thích chụp ảnh selfie và post lên Facebook nhiều như thế. Tôi thấy rất chán. Theo tôi, cái đẹp nằm ở những gì giản dị nhất. Okay, so I'll see you next time.